Hello, xin chào các bạn nha. Đây là video đi mua jet ski, lái xe 3 tiếng rưỡi xưa qua gần Wenatchee, Washington để mua chiếc jet ski Fitro. Họ bán 11.000 mà trả giá xuống còn 9.200. Đi mua về để dành đi chơi và câu cá. Đây là chủ nhân nè, đã mua cho chủ nhân này là lái xe 3 tiếng rưỡi. Giờ đang trong quá trình lái, khoảng 3 tiếng 10 phút nữa là tới hẹn người ta rồi. Giờ là xuống coi rồi chồng tiền rồi lấy về. Chiếc jet ski đó thì mới 50 mấy giờ, vẫn còn mới ton, của từ dealer ra luôn. Đây là đoạn đường đi nè, qua sắp qua một pho nè, một địa danh nổi tiếng ở Oregon. Đây là trên đoạn đường highway. Đi sau xe police là tốt nhất. Bật chế độ theo sau. Phía trước xa xa đó là police đó. Theo ảnh luôn. Tới đập thủy điện.
Đà Lạt. Đà Lạt, Đà Lạt. Mới qua một thành phố khác rồi đó. Đi nãy giờ 2 tiếng mấy rồi mà vẫn là núi với núi. Còn 42 phút nữa là tới. Tàn ta ta, cho mọi người coi phía trước. Đây. Núi, núi, núi. 42 phút nữa là tới điểm hẹn. Thế là một chiếc xe bị quay đèn hay sao rồi đó, y vậy một bạn nó chạy over speed bản số California. Úi giời tội nghiệp, thế là đóng tiền phạt. Còn nửa tiếng nữa là tới, nhưng mà ghé Red Area cho đi vệ sinh, đi rửa mặt. Rồi, nhưng mà cũng đi sớm chỗ hẹn. Và đang ở Red Area, select Red, Red Area. Đó, hôm nay đi chiếc Tacoma. Tacoma. Mát mẻ. Giờ tới. Thấy tụi nó bán 4 bánh đây cũng nhiều nè. Giờ lên xe đi tiếp. Chút nữa là tới rồi. Tới nơi quay cho mọi người coi tiếp. Thế là đã tới nơi và sớm hơn 20 phút. Thì hai cậu cháu nghỉ ngơi do mua fast food ăn. Rồi chờ thằng cái người khách đó, hay người chủ chết kỳ đem chết kỳ ra rồi giao dịch. Đây là hai phần ăn của hai cậu cháu mình. Order burger với được. Giờ đây ăn rồi nghỉ ngơi, tí nữa gặp thằng đó. Đầu im đó đi. Ha ha, ăn thôi. Cái burger của mình nè. Rồi, giòn.
có này bacon nó là ngọt quá ta. Sao nó có, sao nó có tương ớt sriracha đây? Tao hỏi nó đi. Nó thấy thằng ơi trình đây là thấy cũng mừng, nó để rồi thấy thằng ơi trình đâu. Tới thành phố này không có ít thấy người châu Á. Ăn xong rồi lấy đồ rồi chạy về tầm 3 tiếng rưỡi lại. Ăn mấy đồ fast food rồi phải uống đồ gì tiêu tiêu rồi. Lấy anh định đem đi chạy xuống như kia. Đây nó có cửa vô. Mình là đàng hoàng mình đi cổng chính. Ồ yeah. À, thế đi cổng chính chứ. Nhà đỡ nghe hôm bữa ăn súp quầy bữa tầm dở quá. Biết vậy lục xung quanh thử coi có tiệm Việt Nam nào. Cái này cũng ít ê tình đâu thấy gì dưới này đâu. Tôi ra vô nãy giờ không có thấy châu Á nào. Quá đã. Chung ăn cái đã mọi người. Tí nữa quay tiếp. Yeah, finally we met him. The guy who sell Sidu fish roll. Nè, cuối cùng cũng gặp cái người bán nè. Và coi check kỳ rồi làm giấy tờ bàn giao. Thì đây quay cho mấy bạn coi. Mua tại dealer luôn. Đó, dealer. Đó, mua tại dealer luôn. Hôm nay gió quá. Đó. Gỡ cái này ra cậu, tí nữa chạy cũng phải gỡ. Dạ, gỡ nó ra. Dạ. Phải tháo nó ra tí nữa chạy khỏi mất công bị bay. Này là mua tại dealer luôn nha. Fish roll ngon lành.
Chiếc này mua giá rất là mềm, 9.200. Chiếc này còn mới ngon lành như cái luôn. Kèm theo cooler. Ngon lành cành đào. Okay, we gonna count the money over here, okay? Are you want bring the money here? Yeah, if you want bring it over here, that's good. Đây là lúc đếm tiền nè. Cậu nhìn nó nè. Đếm tiền, trả tiền 9.200 cho chiếc Fit Pro bên kia. Ngon lành cành đào, mua tại dealer luôn. Được inspect là kiểm tra hết đầy đủ rồi. Ngon lành. Ngon lành cành đào. New owner. Này trailer, này là title của chết kì. Okay, good. Okay, sign in. Okay. Okay. The, cái đồ nó sửa, nó làm á. Cool. Thank you. No mess up this time. Rồi cậu chạy qua đi, móc vô. How was fun? You went to Seattle? You went to Seattle to see your friend, your girlfriend? Yeah. How was it? Oh, it was real nice. We had a good time. Ah, nice. She was happy, so that's what matters. Yeah. Because on that day, I called my friend. He lived far away, like 1 hour. So I can get money from him and go back there like round trip 2 hours. Oh, okay. So if you can wait, so we work on that day. But you miss your girlfriend, so. Yeah. Giờ qua móc chiếc chết kỳ đi về. Còn ngon quá trời ngon luôn. Ok, good. Bỏ ok. Để new owner làm nè. Dạ xuống rồi. Hút cấp giờ rồi đó. New owner. Ngon lành luôn. Kèo quá thơm. Kèo này mình nhường lại cho ông cậu chứ không thôi là mình lậm rồi. Kèo quá thơm luôn. Chiếc này chơi xong bán lại bằng lời. Test. Okay, thank you. Right, thank you very much. Thank you. Yeah. All right. Yeah. Same to you.
Chủ nhân mới vui không, vui không? Rồi giờ chờ đưa cái kia nữa rồi đi về. Bây giờ hai cậu cháu mình tập